Cháu ăn món này chưa? Chưa ăn món chim đen à? Chứ ngoài pizza thì được ăn món gì khác tại vì nếu mà điện nếu mà vợ nhớ Điện Biên thì có thể là mường. Đợt trước chồng ở trên Lào Cai là không có món này đúng không? Tại vì em trước... có biết gì món này không ở quê? Em chưa ăn ạ. Em chưa đi ăn. Nhiều nhưng cũng chưa ăn. Tức là tại vì trước chồng em có thời gian công tác khá là dài ở trên khu vực miền núi. Miền núi. Khu vực Lào Cai. Cũng đi khá là nhiều nơi. Nhưng mà cũng có thể là bọn em hơi thiếu sót. Vậy thì cùng nhau phân tích thôi. Bây giờ mình cùng nhau phân tích. Rồi. Có thể là em sẽ 50-50 sử dụng quyền trợ giúp 50-50. Nếu như mà cái phương án nào thì em sẽ chọn cái phương án còn lại. Đúng không? Em... Ok, cảm ơn Quê. Tức là chỉ hai vợ chồng bàn bạc với nhau một chút thôi để xem dùng quyền trợ giúp nào tiếp hả? Vâng ạ. Cũng rất là tiếc. Tại vì em nghĩ là đây là một món khá là nổi tiếng. Em nghĩ là nhiều người ăn. Em cũng hơi tiếc là tại sao chồng em chưa ăn món này. Thì anh nghĩ là vì ăn ở nhà no quá rồi. Thì không sao cả. Sau đây thì mình sẽ biết là món bánh chưng đen là có truyền thống ở đâu mà. Là quan cho đấy. Nên là em sẽ chọn tiếp quyền trợ giúp 50-50. Chọn tiếp quyền trợ giúp 50-50. Chúng tôi xin nhờ máy tính bỏ giúp đi hai phương án không chính xác. Rồi. Không, trong đó có phương án là chồng bạn có vẻ nghiêng về nhiều thì lại không còn. Sau khi mà bớt đi hai phương án thì em nghĩ là 90% là em phân tích là sẽ thuộc về dân tộc Tày. Em nghĩ là hiện tại em mới ở câu số 7 thôi. Như em chia sẻ là hôm nay, tức là cái thời điểm 2019 em đăng ký là em lên chơi là vì phần thưởng. Nhưng mà đến thời điểm này em lên đây chơi là vì em muốn trải nghiệm. Có chồng thì không cần quan tâm phần thưởng nữa. Ok, được. Thì em mới ở câu số 7 thôi. Đúng rồi. Không có lý do gì để dừng lại cả. Tức là cũng không có gì để tiếc đúng không? Đúng, em rồi. Không có gì để tiếc, vì vậy em sẽ chọn đáp án C là dân tộc Tày. Nếu như mà được thì em sẽ rất là may mắn. Em sẽ cảm thấy rất là may mắn và em càng có lý do để lạc quan hơn. Còn nếu không thì không sao cả. Hôm nay em đã biết là bánh chưng đen thuộc về dân tộc nào. Thì nó cũng là một cái dạng như là một bài học mình trả phí. Tức là mình đã có sẵn giảm sóc rồi. Vâng. Okay. Thì em sẽ chọn phương án C, dân tộc Tày. C, dân tộc Tày. Mất rất nhiều công, mất đến hai quyền trợ giúp cộng với công suy luận như là thám tử để suy luận được ra phương án C. Và phương án C là phương án chính xác, xin chúc mừng em.